Vâng, và xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn sau khi xem những cái video clip giới thiệu sản phẩm của Phụ Kiện Audio, quý vị và các bạn ưng ý sản phẩm hoặc vẫn còn thắc mắc về những cái sản phẩm như thế thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Phụ Kiện Audio rất vui khi được giải đáp mọi cái thắc mắc, mọi cái yêu cầu của quý vị và các bạn. Và cũng đã rất lâu rồi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio chưa quay lên những cái mẫu loa chung để cho quý vị và các bạn, các bác và anh em có thể tham khảo. Thứ nhất là những cái dòng loa chung này thì các bác và anh em có thể làm một loa cặp loa bổ trợ lời bên ngoài này, hoặc là thay thế vào trong những cái thùng loa đã bị cháy hỏng loa cũ ở trong thùng rồi, hoặc là những cái loa này hoàn toàn chúng ta có thể mua về và đóng một cái thùng loa nghe nhạc, loa nhỏ nhỏ ở trong gia đình rất là hợp lý. Và đặc biệt trong cái video clip ngày hôm nay thì hai cái dòng loa chung này thì đều thiết kế theo dạng loa chung kín các bác nhé, đều thiết kế theo dạng loa chung kín này, cả hai cặp này đều thiết kế theo dạng loa chung kín, nhưng các bác có thể nhìn trực tiếp trong cái video này, nó thiết kế chung kín. Đầu tiên là về con chung nhỏ này, con chung nhỏ này thì hiện tại là cái sản phẩm tại Phụ Kiện Audio bán khá là chạy về cái độ rất, các bác rất là thích và thay thế vào trong thùng rất là dễ dàng. Đây là một cặp loa với model sản phẩm là Pioneer P8810 này. Cặp loa này thì có độ nhạy là 90 dB đây, trở kháng là 8 ohm và công suất max trên một loa là 80W. Con này thì gọi là chung 10 các bác và anh em nhé, chung 10 này. Đó, đường kính bên trong, đường kính vành bên trong cái loa chung này là 10 phân nhé các bác nhé, 10 phân. Và đường kính toàn vành hiện tại là 11,5 cm, chính xác chéo ốc là 11,5 cm này. Đó, chính xác chéo ốc, đường kính vành ngoài toàn vành là 11,5. Và đây một cặp loa chung 10, gọi là chung 10, thiết kế theo cái dạng kín như này thì chúng ta không cần phải gọi là đóng thùng, nó không cần phải tính thể tích thùng làm gì cả, bởi vì đơn giản nó là thiết kế cái dạng kín như này rồi thì các bác và anh em về chỉ việc đấu thêm con tụ này, hoặc là ở trong thùng loa cũ chúng ta có đã có phân tần thì chúng ta đấu thẳng vào cái đường mid của phân tần là được nhá. Đó, hoặc là kiếm một con tụ khoảng 6.8 là cắt tần số chuẩn nhất dành cho loa mid rồi. Đó, con tụ 6.8, thiết kế của loa chung 10 này. Đó, theo dạng loa kín như này. Và tiếp theo một mẫu nó lớn hơn nữa, một mẫu lớn hơn nữa. Mẫu này thì sẽ có cái model sản phẩm là Pioneer PN12K. Đó, Pioneer PN12K, độ nhạy cũng 90 dB, trở kháng thì cặp này trở kháng là 6 ohm các bác và anh em nhé, trở kháng là 6 ohm thôi. Cặp này trở kháng là 6 ohm này. Và cái công suất trên một loa của cặp loa này là 80W. Và con chung này gọi là chung 12, cũng như cái tên gọi của sản phẩm Pioneer PN12K, chung này là chung 12, đường kính bên trong này là chung 12 các bác nhé. Đường kính bên trong là chung 12 và đường kính toàn vành ở đây là 14,5 cm. Hơn 14,5 một chút, 14,6, 14,7. Đó là kích thước của cặp loa này. Đó là chưa đo củ từ này. Cái phần củ từ ở đây chúng ta có củ từ 8 phân, củ từ 8 phân. Thiết kế cũng là một theo dạng loa chung kín ở đây. Đó, các bác thì anh em có thể tham khảo lựa chọn và mua sắm cho dàn âm thanh của mình, thay thế vào những cặp loa cũ hỏng, hoặc là đơn giản các bác cảm giác thấy cái dàn âm thanh của mình cái tiếng nó bị bí quá, nó chưa thoát ra được thì cũng có thể lắp thêm những cái cặp loa này để bổ trợ bên ngoài. Cũng chỉ cần chúng ta lắp riêng về lắp bên ngoài các bác và anh em cái dòng loa này nhá, chúng ta chỉ cần đầu tư thêm một con tụ, một cặp tụ 6.8 thôi là chúng ta nghe đã ổn định lắm rồi. Và ngay cái video clip ngày hôm nay thì cũng đã chuẩn bị một cặp tụ 6.8 đây này để test từng cặp một để cho các bác và anh em có thể tham khảo lựa chọn mua sắm nhá. Đầu tiên là sẽ test cái cặp loa chung 10 trước cho các bác và anh em nghe thử nhá. Đó, vừa xong thì Phụ Kiện Audio vừa tạm dừng lại một chút để đấu tụ vào đằng sau, các bác và anh em có thể nhìn thấy nhá, đấu một cặp tụ 6.8 đằng sau này. Bây giờ thì sẽ để bật nhạc lên cho các bác và anh em có thể tham khảo về cặp loa chung 10 này, hiện tại đang đấu một cặp qua tụ nhá. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời, mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sâu, chờ vơ trong lạnh công, muộn phiền theo tháng năm. Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không, em hỏi tôi phiến đá
Và hiện tại thì vừa xong là test cho quý vị và các bạn nghe thử một cặp loa chung Beats 10. Và bây giờ thì sẽ chuyển qua cặp loa chung 12 để quý vị và các bạn chúng ta có thể tham khảo lựa chọn nhé. Vâng, và vừa xong là đã đầu xong cái cặp loa chung kín PN12K được sau tụ đầy đủ đây rồi. Và bây giờ thì cũng sẽ là bật nhạc lật lại ít hơn cái bản nhạc vừa xong để các bác và anh em có thể tham khảo nhé. Mai em xa rời tôi, còn ai cũng đi giữa đời mênh mông, đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh không, muộn phiền theo tháng năm. Một chút và xin phép được báo giá đến với tất cả các bác và anh em để các bác và anh em có thể tham khảo lựa chọn mua sắm cho dàn âm thanh của mình. Đầu tiên là một cặp loa chung 10, đường kính toàn vành là 11,5 cm, có mức giá là 550.000 đồng một đôi như này các bác và anh em nhé, 550.000 đồng một đôi. Và một đôi chung 12, đường kính toàn vành là 14,5 cm, có mức giá là 650.000 đồng, chung kín PN12K. Và các bác và anh em cần đặt hàng những cái sản phẩm như này, xin vui lòng liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại 0835318889. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những cái video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.